Xin chào mọi người, thì Thuận đang có mặt ở Trà Vinh. Bây giờ cũng tối rồi nhưng mà ngày mai muốn đi câu mà lại thiếu mồi câu, nên là hôm nay Thuận sẽ dẫn mọi người cùng Thuận đi đến một cái tiệm đồ câu ở Trà Vinh để mình mua mồi lure ha. Rồi ok, anh em theo Thuận. Bây giờ Thuận thấy một cái tiệm đồ ở Trà Vinh rồi. Đây là tiệm của Thuận đồ câu. Thì bây giờ mình đi vô đây thử coi đây nó có bán cái gì nha mọi người. Dạ anh ơi, cho em hỏi, em mới chơi anh. Em tính mua mồi lua câu cá lóc anh. Dạ anh ấy anh hướng dẫn giùm em chút xíu nha. Dạ mồi giả khu này nè anh. Cái này anh cứ lựa thoải mái đi. Nếu mà cần thì em tư vấn cho. Nhưng mà cái này là mình mới biết chơi anh. Dạ tức là mình chưa biết gì hết đúng không? Dạ để em biết được. Dạ rồi ok. Để em tư vấn. Dạ thôi, để nói chung anh chưa biết thì để em tư vấn cho. Ví dụ lưỡi lam mà nãy là mấy tiệm khác nó chặt chứ tiệm em không có chặt đâu. Tiệm em bán bình dân lắm. Rồi ok, để em sẽ tư vấn cho anh xem từng loại mồi ở đây ha. Con nào phù hợp với tầng lớp, cái tầng nước nào cho anh xem rồi mình sẽ chọn. Vâng, sẵn để giới thiệu mồi cho các bạn mới kia thì Thuận sẽ giới thiệu chung cho anh em xem luôn ha. Thì ở đây sẽ là tất cả cái mồi bên tiệm của Thuận. Thì mồi này nó sẽ update và sẽ thay đổi từng ngày. Tức là mỗi ngày sẽ có những cái hàng mới về khác nhau. Và bên Thuận là chỉ là một cái tiệm bán lẻ, không bán sỉ, chỉ bán lẻ đó. Và không là nhà phân phối nào cả, và không hợp tác, không có ký hợp đồng, không có độc quyền với cái nhãn hàng nào cả. Nên những cái món hàng nào, những cái loại mồi giả nào anh em trên thị trường đã và đang xài và đánh giá nhại, và Thuận sẽ lấy về Thuận test trước. Ok, Thuận sẽ lấy số lượng nhiều để Thuận về Thuận đăng clip Thuận bán cho anh em. Thuận không phụ thuộc ai hết. Thuận không phải là nhà phân phối, Thuận không phải là một cái nhãn hàng đó chuyên chỉ là những cái dòng đó thôi. Thuận cái nào Thuận cũng nói nhà hết là cũng có. Đó. Ok, thì đầu tiên Thuận sẽ cho anh em xem full hết ha. Đó. Từ mồi giả, nháy hơi, mồi nổi, mồi gùi, mồi mũi vân vân, gót tuôn, spinner. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi từ những cái con đầu tiên. Đây là con cá du văn, cá mắt anh China. Đây, con cá này khá là nhỏ. Và cái action của nó đi á, là nó đi thẳng một đường thế này nè. Nó không có lắc, cái nó lắc nhẹ thôi. Nó không có rung cái đọt cần của nó giống như là cái con của cái sắc Oichi Shigeta. Thì con này câu cũng tạm ok. Đó, màu trắng. Và nó đi một đường rất là đẹp, đi thẳng một đường luôn. Cá du văn. À, nó quên, nó có màu vàng này nữa nè. Con này ở Trà Vinh thì câu cái đầm, những cái không phải là đầm, những cái ao mà hay dung tôm á, khá là ok. À, bây giờ mình sẽ đi theo chiều dọc xuống ha. Tới đây là những cái anh mồi lua chẽm. Những cái con cá này là cá Trung Quốc, hàng Trung Quốc, giá rẻ thôi. Đây, đây cũng là mồi lua chẽm luôn. Và tới đây là con CC50 cờ cờ nè. À, thì con này Thuận đã giới thiệu cho anh em xem ở cái clip trước. Con này là đánh tầng lửng, anh em thấy ở cái mỏ nó có cái thề không, đánh tầng lửng. Tại nhiều khi mình câu cái mồi chìm nó không ăn, chìm sát đáy nó không ăn, mà nổi nó không ăn, mà ngược lại nó ăn lửng đó. Cá nó cũng khi này khi khác, nó cũng nắng cũng mưa dữ lắm, nên là tầng lửng ha. Mà con này hiện tại rất là nhạy và đã cháy hàng ở năm rồi, một thời gian khá là lâu mới có hàng lại ở năm nay, cách đây khoảng cỡ hơn nửa tháng nay thôi. Đó, con CC50 Thuận lấy số lượng cũng khá để đáp ứng cho anh em đây, tại sợ nó bị hút hàng nữa. Ok, mình dùm xuống tới hàng dưới đây. Cái anh này thì quá quen thuộc với mọi người rồi, gốc ghẻ. Thì cái con này là mồi nổi, nặng là 8 gram, mắt thành Thái Lan ha. Cái này cái chân của nó đặc biệt, cái phần nó là chân của nó bằng cao su mềm. Tức cái thề đó thì xuống nước nó sẽ đánh tròn, cái thề nó sẽ đánh tròn thế này nè, nó tạo một cái đường đi khá là đẹp luôn. Và khi con cá nó táp rồi á thì nó dòm cái thề này vô họng đó nè, nó
nó không bị đau, không có bị đau giống như những cái thìa kim loại kia đó, nên là cá nó sẽ ít nhã hơn. Đây là con cóc ghẻ Thái Lan khá là hot. Con này cũng là mồi lua chẽm lua vượt, trông thật như là chẽm, mồi miền Bắc thì là vượt đó, như là mồi của Abu Russia. Con này thì mắc tiền hơn tí xíu, trên 50 ngàn. Ở đây một cái dòng của nhái hơi China, nhái hơi Trung Quốc. Con này nặng 9 gram, 40 cm, 40 mm, nó lộn 40 cm, con nhái mà dài 40 cm chất dục luôn. Đó. Con này thì đặc điểm của nó là ghẻ tiền với ghẻ thôi. Cái phần này, cái phần hơi trong này nè, cái phần da nè cũng hơi hơi cứng chứ phải cứng mấy. Nói chung câu con này thì cũng táp, nói chung câu này cũng táp, nó cũng xài tạm ổn cho anh em mới tập chơi lưu dân nghệ thì ok. Con này giá rẻ thôi. Dưới đây có một số con mồi nobi, con mồi này khá là to. Ở đây thì là mồi cóc ghẻ cho anh nương tiếp tục. Đây mình sẽ tới con Sinai này. Sinai này cũng là một con mồi của China luôn. Nó dạng cá chìm, và trong con cá nó sẽ có bi, trong thân nó sẽ có bi. Khi mình kéo action nó sẽ thu hút cái sự chú ý của con cá ha. Con này xài tạm ổn. Mồi Trung Quốc, hàng của Lucky Rod, Lucky Rod, Chum God này kia rồi. Cái này cũng đình đám một thời nhưng mà giờ nó bị hút hàng mất tiêu rồi. Con này là nhái lướt, trên này hút hàng rồi, con này còn cù là một con thôi. Vâng, và một cái mặt hàng cũng khá là đình đám ở trên thị trường, một cái thương hiệu của Trung Quốc, giá rẻ nhưng mà đánh ok, đó là thương hiệu Mega Baga. Đây mồi chẽm mồi vượt, đây Mega Baga. Rất là nhiều mẫu, và mẫu mã của nó đa dạng và màu sắc rất là bắt mắt ha, nhưng mà giá thành nó ngược lại phải chăng nữa. Con này chỉ giá là 110 thôi nha. Con này là cá sắc của Mega Baga. Nói chung hàng của China là mà khá là ok. Một số dòng sản phẩm lua của China thôi nha, là cái tức là cái dòng mà chiên của nó, chiên lua của nó, chứ đừng có nói mà những cái con mà nó đi nhái hàng Thái của người ta thì thua. Mấy con đó là thua rồi, các bạn câu không được. Con này 65k. Cá sắc kèo đáy. Đây cũng là mồi mồi chẽm mồi vượt của Mega Baga luôn. Đây một nhân vật khá là đình đám nhưng mà được dân chơi ít biết tới. Mega Bass. Mega Bass này là một cái thương hiệu, nó tốn khá là nhiều lúa của anh em. Mồi của nó mắc, phải nói là mắc. Mấy trăm ngàn không, hai trăm mấy trở lên không, không có giá dưới. Cái con này á là câu cá lóc, cá vượt, cá chẽm cũng được. Cái con này là thượng kêu là cái con lăng quăng đó, tức là con này sẽ nổi trên mặt nước. Nó cái thề này thấy không, em thấy nó sẽ nổi trên mặt nước, khi mình kéo nó sẽ lắc qua lắc lại đi tới mặt nước như này, thì con cá nó sẽ táp, cá nó táp vô giống như là trạng thái là một con ếch hoặc là một con gì nó đang sắp chết đuối mà nó phải lội qua cái mương gì đó. Cá nó táp thì xin lỗi BKK ha. Thì cái con này sẽ câu cái địa hình là ao trống cạn. Đặc điểm là chị cá nhát, những con cá mà táp với hơi mà không có nuốt á, táp và bỏ, táp đẩy mồi đi á, thì táp anh này cái liếm là lụm lúa à. Đó. Con này đi khá là ok, con này từng có test rồi. Mega Bass, lăng quăng Mega Bass. Rồi tiếp tục mình sẽ xuống ở dưới đây. Dưới đây là một cái con mồi đã đi vào huyền thoại, con mồi ghi tên vào lịch sử mồi lua của thế giới. Con này là con đầu tiên xâm nhập vào cái giới lua bít nó, Made in China. Con mồi này 30 ngàn, mồi câu never tap, không bao giờ tap. Tức là hồi đó Thượng mới chơi, Thượng vô Thượng chơi con mồi này trước, này nó giống con ếch nè, hay nó có ghi nữa, và kéo một đường ha, nó đi một đường thẳng băng, không có ách xanh gì hết. Nhiều khi nó còn lộn mèo, nó lăn lộn gì nè, nó lộn nhào lộn không, nhiều khi điên đường
câu nó còn ăn nữa, bây giờ lộn cá nó chạy mất xác. Nói chung vậy lúc trước mới mới câu mà đâu có biết mẹ gì đâu, nó cứ ôm con này câu suốt. Sau này nghĩ lại thì nằm cười không. Vâng, một nhân vật tiếp theo của ta đó là một anh nhảy hơi Made in China. Con này thì da nó cũng mềm, cũng tương đối, mà nó cũng hay chân cao su đó. Nhưng mà lưỡi của nó thì ôm không có sát mấy. Con này câu ngoài trống thì ok, chứ câu trong gác thì nó dễ dướng, nó hơi tròn, hơi mập. Cá này nó mập giống Thuận. Con này Thuận chưa test, nhưng mà Thuận nghĩ câu cũng sẽ tạm ổn thôi. Tại vì con này là nháy của China, tự China nó làm. Đây, tiếp tục mình sẽ đi đến một cái phần này, con Nobi. Nobi này thì mình nhìn nó cũng giống như là con kết cấu của nó giống như con CC50 ha. Nhưng mà nó sẽ bự hơn con CC50 đây. Nobi. Nếu mà anh em muốn sưu tầm những cái màu thì cứ chơi những con này. Và đây là cái con bướm. Có sắc hình bướm. Con này action của nó là gung, cực gung luôn. Đây là con bướm, giá của nó chỉ 60.000 thôi nha anh em. Và khi mình mua về, nếu mà câu cá nhỏ thì ok, câu cá lớn là phải thay lưỡi ha. Và đây là một cái thương hiệu cá sắc Trung Quốc. Cá sắc và nó có cái thìa ở dưới cái bụng. Sẽ lấy cho anh em xem. Đây, cá sắc có thìa dưới cái bụng tạo sự chú ý của cá ha. Còn cá kia không có thìa thì mình cứ cạo thôi, cạo sơn thôi, lụm lúa rồi. Con này giá rẻ ha mọi người, 40-45.000 à. Đây là một cái phần mồi cũng là gớt lúa. Một cái thương hiệu cũng đến từ Nhật, đó là Duo International đây. Cái này thằng kêu là cái con ve. Thật ra những cái loại mồi này nó có tên tiếng Anh của nó riêng hết, nhưng mà kêu tiếng Anh chi cho nó dài dòng, khó hiểu, khó đọc nữa, mình cứ kêu theo tiếng phổ thông của mình được rồi. Con ve ha mọi người. Con này thằng chưa test, nhưng mà thấy anh em cũng săn đón khá là căng nè. Mẫu nó hơi bị gắt luôn á. Nói chung là những cái hàng nào mà của Duo và Megabass thì mình thấy là về cái màu sơn, action này nọ của nó là mình khỏi cân bằng, quan trọng có cá để mình câu hay không thôi. Tại vì bên Nhật họ làm rất là chuẩn, hàng này là hàng chuẩn Nhật luôn mà. Đây, tiếp tục là của thương hiệu Duo International ha. Đây là những con mồi minnow, chiên chẽm và vượt minnow. Những con mồi này sẽ tốn khá là nhiều lúa của anh em, rất lúa dài, nhưng mà thật ra tiền nào của nấy. Anh em cầm một cái con mồi này so với con mồi Trung Quốc đi, mình thấy nhìn con mồi Trung Quốc thấy rất là chán. Mình cầm con này vô rồi mình bỏ vô hộp mồi, mình giống như nó sáng nguyên cả cái hộp mồi luôn vậy. Mồi mắc tiền có khác. Đây cũng là một cái con Duo luôn. Nhưng mà con này là size mini. Anh em thấy chưa? Máy từ xe băng đây. Size nó khá là nhỏ, con này có thể lùa lóc được. Size nhỏ. Size nhỏ thì làm gì? Thì chỉ cá nhát. Tiếp tục nhân vật tiếp theo đó là một con mồi Duo Spin. Anh em thấy chưa? 35mm 7g. Đó. Máy từ xe băng. Anh em thấy chưa? Hàng này bé không à, nhưng mà tiền thì không có bé đâu, 200 mấy trở lên không. Hàng Duo, nếu có điều kiện thì anh em cứ làm một cái bộ sưu tập là Duo và Megabass đi, đảm bảo là bao gớt lúa cho anh em luôn. Vâng, và tiếp theo mình sẽ đến với một cái nhân vật nằm thống trị ngôi số 1 trong cái giới Lubit, đó là anh em nhà Gotun. Cái dòng Gotun này á, là nó giống như là ăn sâu vào cái tư tưởng của những cái người lua, giống như là tại vì nó đi đầu mà, giống như là anh em cứ ra được cứ gặp chiếc xe máy kia là chiếc xe Honda thôi, chứ đâu có ai phân biệt là xe Honda, xe Yamaha hay là xe của Suzuki gì đâu, cứ kêu chung là xe Honda nó vậy đó. Thì khi mình ra tiệm á, bản thân thuận thiếu hàng đừng chạy mấy tiệm khác, đừng hỏi anh ấy có tool không, tao nói có, ok vô đây đó, chỉ mấy con mồi hồi nãy thằng nói đó. Những cái mồi thái khác cũng vậy, ta nói ở đây là có tool nè,
thì mình cười mình đi ra thôi chứ giờ sao giờ. À, thì đây là các dòng có tun, có tun con V1 ha. Ở bên Thuận thì hàng chính hãng Thái Lan không nha mọi người. Có tun V1 bụng trắng, một size duy nhất là 6g 3,7 cm. Đó. Đây con này là thuộc trầu tới, thuộc cái giới là quyền thoại luôn rồi nữa. Quá kinh điển, con này quá kinh điển rồi. Có tun V1. À, cái con V2 thì hiện tại hôm nay đang hết hàng. V2 thì V2 với V1 nó cùng body. Đó, nhưng mà ở trên con V2 nó có chấm đen thôi. Thực ra là con V1 với V2 cũng như nhau thôi. Và con này là con V3. V3 nó hợp sẽ màu vàng như vậy và nó sẽ dài hơn tí xíu. Dài hơn anh V1 V2 tí xíu. Đó, V3 cũng là bụng trắng luôn. Và đây là anh V4. Cái anh có tool V4 này thì là đôi mắt cậu buồn hiu. À, nhìn cái mặt nó buồn dữ lắm mọi người. Và của nó là hai thìa. Có tool V4 là hai thìa. Và cái loại này, những cái mẫu này có tool V1 với V2, V4 này bị nhái, bị Trung Quốc nó làm giả kinh khủng lắm nha mọi người. Con mồi giả đã là cái, nói chung là đã thân phận là con mồi giả rồi, còn bị người khác làm giả con mồi giả nữa. Trời ơi, nó đau lòng. Cái con này á, là nó sẽ có hai size. Một size là 8g, một size 10g. Đó. Cam của Thuận sẽ nó mờ quá. Đó. Và tiếp tục, đây là một cái anh chàng mới nổi trong cái giới lua bít, mới nổi từ sau Tết, từ trước Tết và cận Tết tới hiện đại bây giờ. Đó là cái anh Hunter đây. Và hiện tại cái mẫu Hunter này nó cũng đã có hàng nhái rồi ha anh em. Có hàng nhái rồi, nhưng mà rất tiếc là Thuận chưa có săn được cái hàng nhái đó để review cho anh em xem. Mình thấy nó để trên mạng gõ ghen là nó bán hàng nhái, cuối cùng mình thử đặt một con về. Đặt một con về rồi cuối cùng giao hàng thật, tức hết sức. Cố tình một trong nó giao hàng nhái đó mình review cho anh em xem mà không giao hàng nhái, làm gì nó biết trước hay sao mà đó. Cái con Hunter này, Hunter V4 này đó, thì cái thìa của nó là, anh em thấy chưa, action khá là mạnh luôn nhờ cái thìa này đó. Cái con này nó có màu đỏ nè, màu đỏ nha, chứ màu đỏ nha. Còn cái màu này cái dạng như là nó hơi cam tí xíu. Còn cái màu này là vàng chanh, màu này là màu xanh. Đó, nó và một cái loại nữa là màu đen. Hunter nó có nhiều màu đó mọi người. Thì cái con này cá không đáp thì thôi, cá đáp là cá lớn không nha anh em. Quan trọng là anh em giật dính hay không thôi. Bây giờ thì mình sẽ đến cái khu này. Cái khu này cũng thuộc về những con cá là đi vào huyền thoại. Đó là Ogichi nè. Con này là Fish Sen nè, Cicada nè và Ogichi, là ba mẫu cá sắc mà đi vào huyền thoại luôn. Đó, ba mẫu này nó sẽ cào đáy nè, những cái ao sâu mà từ 1m nước cho lên, 2m, 3m, hồ câu lua, hồ câu lục này nọ, ABC các kiểu đúng không? Hồ Tây rồi hồ gì nữa thật cơ. Mấy cái hồ mà Hà Nội không nghe thấy anh em đang nuôi nhiều đó, những hồ đó chỉ câu những con này thôi. Đó, cào đáy ha. Những cái ao sâu á, nhiều khi mình câu với thật không ăn đâu, nhưng mà bỏ con này xuống kéo hai đường là lụm liền. Và tiếp theo nữa mình sẽ đến cái con mồi cũng khá là thần thánh. Một cái con mồi nhìn nó rất là vô lý nhưng mà cá lại ăn. Đó là con mồi spinner. Thần kêu là con chùm lông. Chùm lông cho anh em dễ phân biệt. Nó chỉ có một cái cọng cáp nè, một cái lưỡi BKK phía sau, và một Thái Lan ha. Một cái thìa xay. À, nhìn thấy nó vô lý đùng đùng luôn, chả có gì mà để giống con cá này kia gì mà cho cá lóc ăn hết. Lần đầu tiên mình cầm con mồi này thì rất là sốc luôn. Nhưng mà cuối cùng mình chọn xuống rồi mình biết nó rất là nhạy. Những cái ruộng cạn, phun tôm, những cái đầm cạn này nọ, những cái ao mà ở dưới đáy nó quá nhiều gác thì anh em sẽ câu bằng con này. Nó sẽ đi lửng, nó lửng xuống nước khoảng 2 gang tay. Nó sẽ đi lửng cái thìa này, nó sẽ tạo cái độ sáng, cá nó sẽ chú ý và nó sẽ phục. Nè, mình đi nó không bị mất ác xanh ha. Còn spinner con này Thuận bán khá là chạy, spinner Thái Lan. Và đây là một cái mẫu cũng là dạng như là thần thánh luôn, V5. V5 nha mọi người. V5 thì sao, có bi bên trong, con này nó có bi bên trong. Con này cào đáy luôn, nhiều khi mình câu có sắt không ăn mình đổi qua con này. Con này giá là 120.000, cào đáy ha, có bi bên trong, rất là nhạy luôn. V5 này nè, V5 này được anh em chơi lua biết đến khá là nhiều. Anh em nói chung anh em chơi rất là thông dụng. Thì Thuận chỉ lấy những cái mồi nào mà thông dụng cho anh em chơi thôi.
Còn chứ những cái mồi nào mới ra thì mồi bây giờ cả trăm cái ngàn thứ lô mồi, mình đâu có thể nào mà lấy hết được, mình đâu có thể nào mình cầm con nào lên thì cũng nói nhảy hết được đó. Cái nào mình chơi rồi thì mình dám nói ha. Con này là nhé nhảy đầu gắn của cùng với thương hiệu của Cotton, đó là của K Fishing Store, nhé nhảy đầu gắn. Và con này là con nhảy Hachiton đến từ thương hiệu là Lure Factory. Thì thương hiệu nó sẽ có một anh cái mẫu mà mới đây, tận mới về đây, khá là hot, Lure Factory. Thì cái con nhảy hơi Chiton này thường có giới thiệu cho anh em rồi đó. Đó là hai chân nè, bốn lưỡi nè, rồi thìa nữa, ui tè le hết. Nhảy này giống như nhảy tổng hợp. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái mẫu của cái tháng 5 2020 vừa cập bến cách đây khoảng một tuần. Hàng Thái Lan handmade, tức là làm bằng tay thủ công. Thì những cái hàng Thái Lan khi mà làm ra rồi họ sẽ quăng, họ chọi thử coi cái action nó có đi đúng không, đúng action thì ta mới lấy về bán ha. Nên là nhiều khi anh em cầm về, nhiều khi coi cái lưỡi nó có xét tí xíu là do người ta đã xuống nước rồi, xuống nước một lần rồi trước khi đóng hộp cho mình. Đó. Hàng Thái nó rất là kỹ ha anh em. Thì con này là cái con gì, con này là con cá sấu, bụng nó là bụng trắng nha, hàng của Chiton là bụng trắng hết. Bụng trắng thì nó nhảy, bụng trắng thì nói chung là nó nhảy sẽ chú ý của cá hơn, giống như những dòng của tun nữa, bụng trắng. Thì con này con là cái con cá sấu đó. Con này mình câu rất là khỏe, mình chỉ cần mình chọi xuống thôi nó sẽ gượt cá, nó cắn luôn, mình kéo lên thôi. Không cần cua, không cần lua ha. Thường thấy cái mẫu này là thường khá là ưng ý rồi đó, rất là ưng ý luôn. Nhưng mà bữa hổm thường đem theo hai con, cuối cùng thường test con chuột trước đó. Thì con cá sấu này nó sẽ có là màu dạng như nâu xám nè, màu này nè nó hơi sữa sữa tí xíu nè, và cái màu xanh đó. Cá sấu nó có nhiều màu đó nha, hàng Thái Lan hết nha mọi người. Và cái này là tới con chuột Thái Lan đó. Chuột này là Thuận vừa câu, Thuận làm clip cho anh em xem rồi đó, rất là nhạy luôn, nhạy tới mức mà mình không ngờ luôn đó. Chuột làm lì lì vậy chứ, năm nay năm chuột mà, cá tóc cái được kinh ha. Con này Thuận đã nói nhiều trong clip trước rồi, nói chung anh em có điều kiện thì cứ mua những con chuột này đi. Chuột nó cũng có nhiều màu rồi ha, đó. Màu nâu nè, rồi hơi vàng vàng cam cam tí xíu nè đó. Cũng là bụng trắng luôn nha, và của đó là hai thìa ha anh em, hay của thương hiệu Lure Factory 7g. Đây một con ếch một chân, ếch cựu chiến binh, ếch thương binh, nó có một cái đuôi phía sau thôi. Thì những cái dòng này Thuận sẽ chưa dám nói với anh em xem mẫu thôi. Thuận có điều kiện Thuận sẽ test hết từng con cho anh em xem. Bây giờ Thuận sẽ quay cho anh em xem trước. Đây là một con ếch, con này nhìn khá giống con ếch này thấy không, cũng là hai thề luôn, cái mẫu này là hai thề hết. Đặc biệt cái này da của nó là cái lưỡi ôm rất là sát thân và da rất là mềm. Đây là cùng với con ếch hồi nãy, con này còn nhái có hai chân, nó rất là nhiều mẫu. Về cái lô này thường thấy cái lời vừa ý nên thường về khá là số lượng khá là nhiều và mẫu mã đa dạng nữa. Nhưng mà lúc này bận lắm, lúc này thường khá là bận là đi test với anh em không có được nhiều ha. Thường sẽ cho mẫu cho anh em coi trước và thường sẽ đi test sau. Khi cái gì mà mình câu rồi, mình test rồi thì mình nói nó sẽ mạnh miệng hơn ha, chứ không phải là cầm con nào lên cũng nói là nhạy 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 hết nha mọi người. Bán cũng đâu có được bao nhiêu tiền đâu mà ấy. Nhiều khi cái action mình chưa đi chưa biết mình cũng không dám nói. Đây là những cái mẫu mới ha. Đó, đây cũng là một cái mẫu spinner. Đó. Con này đi khá là phê, giá của nó rẻ thôi, 60.000. Đó, anh em có điều kiện cứ mua, nên mua thử ha. Đây là con mồi mũi, bán theo vỉ như thế này nè, vỉ mũi ha. Thì anh em mua cái mồi này nó rất là nhẹ, thì anh em phải mua thêm một cái hạt gạo nữa, bình thường có bán hạt gạo luôn. Đó. Và thường có bán mồi gùi nữa nha, mồi gùi nó nhỏ quá thường không có treo thì được. Mồi gùi, mồi mũi và hạt gạo. Bên đây á, là đây là mồi mềm của Shimano.
Đó, rất là dẻo dai và trong, mồi mềm. Đây luôn này, cái con mồi mềm thần của mẹ nó thánh. Thần thánh đó là con mồi mềm NFF. Hiện tại thậm chí còn là màu nâu đen giống vậy nè. Màu xanh này. Xanh này chứ không phải xanh tiger nha. Xanh tiger mới về bữa đầu mấy chục bịch là hết gáo hết mọi người. Đó, với màu cam. Đây là con mồi NFF ha. Con mồi được anh em săn đón một thời gian khá là lâu. Thì nó lặn rất là lâu. Rồi hiện tại thì Thuận sẽ cho anh em show, cho anh em xem bao nhiêu mồi đây. Và những cái mồi này sẽ cập nhật mới liên tục nếu có điều kiện. Thuận sẽ cho anh em xem nữa. Và nếu mà cái clip này được ủng hộ thì Thuận sẽ tiếp tục cho anh em xem đến cái khu cần lua. Và Thuận sẽ làm riêng một cái bài về những cái loại cần lua. Và một cái bài tiếp tục là những cái loại máy lua, máy ngang và máy đứng, những cái loại thông dụng và cách chọn cho anh em ha. Nếu anh em ủng hộ thì xin anh em hãy comment phía bên dưới. Rồi, ok, Thuận chúc anh em thật nhiều sức khỏe và lên thật nhiều cá nha. Cảm ơn anh em.